Xin mời quý vị và các bạn lắng nghe chương 14 của tiểu thuyết Xếu đầu mùa, tác giả Chinggis Aitmatov. Có người đuổi theo. Một trong hai kẻ ăn cắp ngựa sợ hãi kêu lên, nghe thấy tiếng vó ngựa đang tiến đến gần. Chúng vội vã thúc ngựa phi nước đại. Bây giờ thì chẳng phải là đi dạo mát nữa. Bây giờ chỉ còn nước cuối cùng. Được làm vua, thua làm giặc. Bây giờ chỉ có chạy, chạy cho nhanh, chạy không kịp ngoái đầu lại nữa. Tên dẫn đầu thu ngắn sợi dây cương của bốn con ngựa ăn cắp lại và nằm dạp trên yên. Tên kia vung roi quất điên cuồng, thúc phía sau. Mặt đất xiên xì vì tiếng vó ngựa chạy dồn dập, gió rít ào ào qua bên tai, bóng đêm vùn vụt lao ngược trở lại như một dòng sông đen ngòm không bến bờ. Đứng lại, không thoát được đâu, đứng lại! Suntamurat hét về phía chúng, mỗi lúc một tiến lại gần hơn. Nhưng tiếng hét của cậu vọng lại đến nghe rời rạc, ngắt quãng trong tiếng vó ngựa dồn dập, điên cuồng. Chắp đa, con ngựa chắp đa vĩ đại, con ngựa chắp đa của bố, nó phi mới tuyệt làm sao? Cứ như là nó hiểu rằng, bằng mọi giá phải đuổi kịp, không thể và không được phép ngã xuống bên mảnh đất ác sai trong cuộc chạy đua khủng khiếp giữa đêm đen này. Suntamurat nhanh chóng phi vòng lên, ngang với bọn ăn cắp. Bọn chúng với đàn ngựa buộc dây thắt theo sau, không thể dễ dàng chạy nhanh được. Trả lại những con ngựa cho chúng tôi, trả lại những con ngựa cày đây! Suntamurat hét lên. Người đi sau quay ngang lại, lao thẳng vào cậu như một con thú vồ mồi. Hắn muốn hất Suntamurat ngã ngựa, nhưng Suntamurat tránh được. Khá lắm, chạp đà, khá lắm! Suntamurat thoát khỏi tên ăn cắp, liền phóng vọt lên phía trước và từ bên cạnh lao thẳng vào đàn ngựa, cố chèn để bắt người dẫn đầu phải quay lại. Quay lại, quay lại! Cậu hét to. Cút đi, tao giết chết bây giờ! Tên kia thét lên, quay ngoắt lại. Nhưng Suntamurat đã nhanh nhẹn phóng vọt lên trước và tìm cách chèn lũ ngựa, không cho phi theo đường thẳng. Họ cứ phi như vậy, tên hộ tống mỗi lần đuổi sát đến Suntamurat thì cậu lại tránh ra, rồi lại lao lên từ bên này hoặc từ bên kia sang, cắt ngang đường tiến của đàn ngựa. Sau đó, bỗng một tiếng nổ vang lên. Suntamurat không nghe thấy tiếng súng. Cậu chỉ nhìn thấy một ánh lửa lóe lên trong chớp mắt và sửng sốt nhận ra khoảng không gian bao la của ác sai và một đám lộn xộn, đen ngòm, người ngựa đang điên cuồng lao qua trước mặt. Cậu bị văng ra khỏi lưng ngựa, lăn lông lốc và đập mạnh người vào một hòn đá đau điếng. Khi vừa nhổm dậy, cậu hiểu ngay rằng không phải ngựa bị vấp ngã. Con ngựa tội nghiệp đổ vật sang một bên, đập đầu xuống đất thờ hổn hển, bốn chân dãy dụa một cách tuyệt vọng như đang cố vùng lên để chạy. Suntamurat bật lên thất thanh vì đau đớn và căm giận, và không kịp hiểu mình đang làm gì, cậu lao theo những tên ăn cắp ngựa. Đứng lại, không thoát nổi đâu, tao sẽ đuổi kịp, chúng mày đã giết chắp đa, giết chết chắp đa của bố tao rồi. Cậu cắm đầu chạy, không còn nhớ gì đến bản thân, cậu căm phẫn chạy như điên, cậu vẫn chạy. Chạy theo bọn ăn cướp, tưởng như mình có thể đuổi kịp, có thể bắt chúng quay lại. Bọn kẻ cắp chạy xa dần, mỗi lúc một xa hơn nữa. Nhưng cậu không chịu thua, vẫn cố đuổi, cậu vẫn chạy, cảm thấy toàn thân bốc lửa, bỏng rát, nhất là mặt và hai cánh tay. Máu trong người chảy dần dật. Càng chạy nhanh bao nhiêu, càng chạy xa bao nhiêu, thì khuôn mặt và hai cánh tay càng như cháy mạnh hơn, không sao chịu nổi. Sau đó, Suntamurat ngã vật xuống, lăn trên mặt đất, thở hồng hộc như người sắp chết ngạt. Khuôn mặt và hai cánh tay đau buốt, nhức nhối. Cậu vật vã, la hét, gào khóc. Cậu căm thù màn đêm, căm thù những đốm sáng rực rỡ đang nhảy nhót trong mắt. Cậu nghe thấy tiếng vó ngựa của bọn kẻ cắp đang chạy xa dần. Mặt đất rội lại những tiếng động mỗi lúc một yếu dần, như nuốt chửng lấy những tiếng vó ngựa đang dần tắt. Và một lát sau, tất cả đã trở nên im lặng. Và đến lúc ấy, Suntamurat mới đứng dậy, quay trở lại. Vừa đi vừa khóc giống lên một cách đau đớn. Không có gì và không cách nào có thể an ủi cậu được. Và cũng chẳng có ai ở đây, giữa màn đêm hoang vắng, trơ trọi, trên thảo nguyên ác sai này có thể an ủi cậu. Cậu khóc và nhớ đến lời hứa với em trai Asimurat, rằng sẽ mang nó theo, cùng ra Nga đón bố khi bố từ mặt trận trở về. Không, bây giờ thì hai anh em sẽ chẳng còn được cưỡi trên lưng con chắp đa của bố
để Jaga đón bố về nữa. Và bây giờ, cậu cũng chẳng còn thể nào gieo đủ số hạt lúa theo yêu cầu trên mảnh đất Aksai này. Cũng chẳng còn buổi đón tiếp long trọng và vui vẻ khi chúng từ cánh đồng Aksai trở về. Kéo theo sau là những cỗ cày với những chiếc lưỡi cày đã mòn vẹt và sáng loáng như gương. Và Murugan sẽ chẳng chạy ra đường để mừng cậu nữa. Cô ấy sẽ chẳng nhìn thấy cậu ở lối vào bản, chẳng còn thán phục, chẳng còn ngạc nhiên vì cậu nữa. VTC Now.